Trong khi đó, liên quan vụ việc Nga bắt giữ nhà báo Mỹ Ivan Gershkovich với cáo buộc gián điệp, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Mỹ Antony Blinken vừa có cuộc thảo luận theo sáng kiến của Washington. Trong cuộc thảo luận, trả lời cho đề nghị của Ngoại trưởng Mỹ về việc trả tự do ngay lập tức cho nhà báo Ivan Gershkovich, Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh rằng ông Gershkovich đã bị bắt quả tang. Nhà báo dưới vỏ bọc tư cách của mình đã thu thập dữ liệu cấu thành bí mật nhà nước. Đại sứ quán Mỹ đã được thông báo về việc giam giữ phóng viên và những vấn đề tiếp theo sẽ do tòa án quyết định. Phía Nga cũng kêu gọi Washington và các phương tiện truyền thông phương Tây không làm leo thang tình hình nhằm cố gắng gán cho vụ việc này một âm mưu chính trị. Cũng trong cuộc thảo luận, Ngoại trưởng Nga và Mỹ đã đề cập đến một số vấn đề mang tính chất song phương. Theo Bộ Ngoại giao Nga, hai bên đã thảo luận về tầm quan trọng của việc tạo ra một môi trường cho phép các cơ quan đại diện ngoại giao tiếp tục công việc của họ.